Shop M&A Sài Gòn kính chào cả nhà. Tiếp tục em giới thiệu đến cả nhà mình các cái bộ chuyển đổi tín hiệu AV ha. Đối với Lookman thì hiện tại em đang có bộ chuyển đổi tín hiệu AV không có hộp cả nhà ha, 2,3 triệu. Còn con có hộp vẫn là 2,7 triệu cả nhà ha. Tất nhiên là con có hộp thì nó sẽ mới hơn con không hộp cả nhà. Đây là bộ chuyển đổi tín hiệu 4 đầu phát ha, đánh ra 1 âm ly hoặc là một đầu phát ra 4 âm ly, cả nhà mình chọn bằng cái nút này giúp em đó. Mỗi lần mình chơi được một đường cả nhà ha. Cái này thì em giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Nay em về thêm tiếp các cái bộ chuyển đổi tín hiệu AV của Macro cả nhà ha. Macro con này có kích thước chiều ngang là 17 cả nhà ha, và chiều dài sâu này là 19 cm ha. Đây cũng là bộ chuyển đổi tín hiệu AV xài cơ cả nhà ha. 4 đầu phát, 4 đầu ha, 4 đầu phát ra 1 âm ly hoặc là 1 đầu phát ra 4 âm ly. Xài xuôi xài ngược đều được cả nhà ha. Và ở phía trước của nó thì nó có 4 cái nút chọn ha. Cả nhà mình chọn 1 2 3 4 ha, để chọn cái đường vào cho nó xuất ra cái đường ao này. Các cái đường vào thì nó sẽ đánh dấu là đây là đường số 1 nè cả nhà ha. Đây là đường số 1 nè. Đây là đường số 3 nè ha. Còn đây là đường số 2 nè ha, và đây là đường số 4 cả nhà ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè cả nhà ha. Thì những cái bộ này giá nó vẫn như cũ cả nhà ha. Có riêng cái con ở trên này nó hơi xấu xấu một tí thì em sẽ bán cho cả nhà mình với giá 900. Còn những cái con ở dưới thì đều là 1,2 triệu bao ship toàn quốc cho cả nhà mình. Những cái bộ này thì em đã giới thiệu rất là nhiều lần cho cả nhà mình rồi ha. Và nay về một lô cho cả nhà mình. Tiếp tục ở dưới này là cũng là Macro luôn, nhưng mà bộ này là bộ tín hiệu vào một cả nhà ha, và ra 4 cùng lúc. Khi mà xài tín hiệu mà vào một mà ra nhiều cả nhà ha, là bắt buộc mình phải xài nguồn thì nó mới ra nhiều được. Còn nếu mà ra vào một mà ra nhiều mà không cùng lúc á, thì xài cơ. Còn mà vào một mà ra nhiều cùng lúc thì bắt buộc phải xài nguồn cả nhà ha. Cả nhà mình lưu ý giúp em điều đó. Ví dụ cái con này là vào một ở đây nè, vào đây và nó ra đồng thời 4 đường thì nó phải xài cái nguồn cả nhà ha. Lưu ý giúp em đây là nguồn 100V cả nhà. Ở phía trước nó có một cái nút công tắc nguồn đó, thế thôi. Đơn giản ha. Cả nhà mình cho vào đây thì nó sẽ ra 4 cái âm ly. Một cái đầu vào đây phát ra 4 cái âm ly cả nhà ha, ra 4 âm ly. Và con này chỉ xài một chiều thôi, mình không xài ngược được cả nhà ha. Không xài ngược được, chỉ xài một chiều. Vào một ra 4 cùng lúc. Rồi. Em lại về tiếp tục cái bộ Sony cả nhà ha, RX300D. Cái bộ này á, thì là em đã có clip hướng dẫn cụ thể cả nhà mình sử dụng rồi cả nhà ha. Đây là bộ chuyển đổi tín hiệu của Sony, xài nguồn adapter cả nhà. Xài nguồn adapter đây cả nhà ha. Thì con này nó có đường vào của nó cả nhà ha. Đường vào của nó thì nằm ở đường vào là nằm ở dưới này cả nhà ha. Đường vào này cả nhà mình thấy cái chữ input ở đây không? Thì nó có 4 đường vào cả nhà ha. Có 4 đường vào đánh dấu là đường 4 nè. Đây đây là đường số 1 cả nhà. Đây là đường số 1 nè ha. Đây là đường số 2 nè cả nhà ha. Ở đây là đường số 3 ha. Và đây là đường số 4 cả nhà ha. Đó, 4 đường cả nhà ha. 4 đường vào. Và nó ra cùng lúc 3 đường cả nhà. Ra cùng lúc 3 đường ha. Đó, mới tin cả nhà ha, mới tin luôn. Thì con này em sẽ bán cho cả nhà mình với giá cũng rất là rẻ cả nhà ha, giá tốt lắm. Nó là vào 4 đường và ra 3 đường cùng lúc cả nhà ha. Giá của nó chỉ có 1,5 triệu thôi cả nhà, có 1,5 triệu à, bao ship toàn quốc cho cả nhà mình. Ngoài ra nếu như mà cả nhà mình muốn lấy thêm cái khiển này ha, cái khiển này thì cả nhà mình có thể ngồi từ xa bấm chọn ha, bấm chọn thì thêm 300.000. Còn cả nhà mình không thích xài khiển thì thôi, để mặc định như thế thì không cần khiển thì chỉ có 1,5 triệu thôi. Dạ, chỉ có 1,5 triệu. Đặc biệt là ở dưới đây có một cái bộ full box cả nhà ha. Full box cả nhà. Bộ full box này là có giá 2 triệu cả nhà ha. Thì nó cũng y chang thôi, nhưng nó có cái hộp cả nhà. Và ở trong đây là có cái trong đây có cái khiển cả nhà ha. Có cái khiển, có điều là nằm trong hộp thôi. Em vận chuyển về, tiền vận chuyển về nó cao hơn cho nên là lấy cao hơn thôi, chứ còn thì nó vẫn y chang như thế à. Vẫn giống hai con này cả nhà ha, hình thức y chang như thế này thôi. Dạ, không khác gì.
chỉ có điều nó có cái hộp, và có cái hộp thì nhìn nó mới hơn thôi. Dạ, chứ cả nhà mình nhìn thấy cái con này không, nó mới gần như là chưa sử dụng luôn á, đó, rất là mới cả nhà ha. Các cái chân cắm nè còn rất là vàng ha. Dạ, đó, mình cắm vào nguồn adapter vào đây ha cả nhà ha. À, cái đèn để chọn đây là đường out là nằm ở dưới đây cả nhà, đường out là nằm ở dưới đây ha, các cái nút đường out nằm ở dưới đây, còn đường in là nằm ở trên đây. Mình sẽ chọn đường in 4 đường vào ở đây và đường ra nằm ở đây, đèn hiển thị nó sẽ nằm ở đây. À, em có clip cụ thể hướng dẫn sử dụng cái con này, bác nào mua thì em sẽ gửi cái clip, cái link clip đó cho cả nhà mình xem, để cả nhà mình xem và cả nhà mình xài cho nó đúng cả nhà ha. Rồi, đó là con Sony RX300D. Và cuối cùng là mấy cái con mà lẻ lẻ nhỏ nhỏ này đây. Thì ở đây có một cái con Victor ha. Victor GX. Con này là có 3 đường vào cả nhà ha. 3 đường vào và 2 đường ra. Đó. Cái đường này là đường vào số 3 nè. À, nó có ghi số cả nhà. Đó. Ở đây là đường vào số 1 và đường vào số 2 nằm ở ngoài này cả nhà ha. Đường ra thì nó nằm ở ngoài này. Đây là đường ra chung cả nhà ha, đường ra monitor, còn đây là đường ra số 1. À, thì khi mà mình cả nhà mình muốn ra chung á thì là nhấn ở đây. Còn nếu cả nhà mình muốn mà nó ra số 1, số 2 á, số 2 ra số 1, số 3 ra số 1 thì bấm ở đây. Đó. Rất là đơn giản thôi. Con này made in da băng luôn cả nhà ha. 600.000đ. Dạ. Yeah. Bao ship cho cả nhà mình nha, 600.000. Một cái con Sony vào 4 cả nhà ha, vào 4 ra 3. Vào 4 và ra 3. Vào 4 ở đây là cổng số 4 à, cổng vào số 4 ở trước này cả nhà ha. Đây là mình có các cái cổng vào 1 2 3 nằm ở phía sau đây. Đó là nằm ở hàng trên ha, nằm ở hàng trên. Cổng vào 1 2 3 nằm ở hàng trên và nó ra hai đường monitor ở đây. Con này có giá nhiêu? 800.000 cả nhà, 800. Bao ship toàn quốc cho cả nhà mình, nếu cả nhà mình chuyển khoản đủ nha. Mà mấy cả nhà mình mấy cái món này nhỏ lắm, cả nhà mình cứ chuyển tiền cho em gửi à. À, ở đây là một cái bộ chuyển đổi tín hiệu của Audio Technica vào 3 ra 1 cả nhà ha. Cái đường vào số 3 thì nó nằm ở phía trước nè. Đường vào số 1 và số 2 thì ghi rõ đây nè ha, in 1 nè, in 2 nè cả nhà. Còn đây là đường ra cả nhà ha. Vào 3 ra 1 ha. Xài xuôi xài ngược đều được, mấy cái con xài cơ thì mình xài xuôi đều xài ngược đều được cả nhà ha. Con này có giá nhiêu đây? 580 cả nhà, rẻ quá, quá rẻ ha. Dạ. Rẻ rề. À, đây là bộ chuyển đổi tín hiệu của Victor ha, cũng vào 3 ra 1 luôn. Nhưng mà các cái cổng của nó thì đều nằm ở phía sau hết cả nhà, phía sau hết. Con này đây các cái cổng của nó nằm ở phía sau. Mình có đường vào số 3 là đường vào số 2, đường vào số 1 và ra đường này cả nhà ha. Đó. Con này made in Korea, 580 cả nhà, 580 ha. Dạ. Rồi. Thì em có một số các cái bộ chuyển đổi tín hiệu ha, dành cho cả nhà mình. Cả nhà mình cần xài các cái chức năng chuyển đổi tín hiệu ha, từ một đầu phát ra 4 âm ly hoặc từ 4 đầu phát ra 1 âm ly thì xài những cái bộ tín hiệu này. Dạ. Hoặc là từ một đầu phát ra 4 âm ly cùng lúc luôn. À, mình thích nghe âm ly nào mình nghe thì là xài cái bộ có nguồn ở dưới cả nhà ha. Hoặc con này thì tiện hơn nè, bốn đường vào mà ra cùng lúc 3 đường. À, ra cùng lúc 3 đường. Nó mở rộng đường ra cho cả nhà mình ha. Dạ. Mình ra được một lúc 3 cái âm ly luôn, mình cắm vào đây một cái đầu phát. Mình cắm ở đây cái đầu thứ hai, cắm đây cái đầu thứ ba, cắm cái đầu tư. Và khi nào mình chọn thì nó sẽ ra cùng lúc 3 đường ở trên này. Đó, rất là đơn giản. Lại có thêm cái khiển để ngồi bấm từ xa nữa, khỏi phải đi tới nữa. Rất là tiện lợi cả nhà ha. Đó. Thì bác nào quan tâm thì cứ liên hệ với em ha. Em xin nhắc lại là cái con này là nó hình thức của nó không được đẹp cả nhà ha. Cho nên giá của nó là 900. Còn những cái con ở dưới đồng giá 1.2 triệu hết cả nhà ha. Cả nhà mình nhìn kỹ giùm em nha. Và có bác cứ hỏi là nó thương hiệu gì, nằm ở đâu, sản xuất ở đâu. Toàn bộ là made in da băng cả nhà ha. Và chân cắm vàng ôm luôn. Đó. Ha, dạ. Thì trước khi gửi thì chắc chắn là em phải kiểm tra cho cả nhà mình rồi em mới gửi ha. Cho tránh mời mất thời gian của cả nhà mình lẫn thời gian của em.
Rồi một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Có bất kỳ nhu cầu về đầu MD, đầu DAC và đầu DAT, đầu DAT cả nhà ha, cùng Equalizer, cả nhà mình cứ liên hệ theo số điện thoại ở đầu clip giúp em nha. Dạ, có cái cần cái mặt hàng gì thì em cứ alo cho em. Dạ, em sẽ gửi hình ảnh báo giá cho cả nhà mình ha. Và một cái điều mà quan trọng nhất là cả nhà mình ít nhất là phải đặt cọc thì em mới gửi hàng cả nhà ha. Dạ, còn em sẽ không gửi hàng đi ra tới nơi để cho cả nhà mình nhận kiểm tra xong rồi ưng thì lấy, không ưng thì không lấy ha. Dạ, em sẽ không làm việc đó. Cả nhà mình phải cọc cho em. Cọc thì 15% em gửi hàng cả nhà. Còn nếu mà cả nhà mình chuyển khoản đủ thì em sẽ miễn phí ship nha cả nhà. Rồi, em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.